Thưa quý vị, tối qua một vụ cháy lớn nhà xưởng phế liệu hơn 1.000m2 trong đêm tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng. Trong quá trình chữa cháy đã có một cán bộ phòng cháy chữa cháy bị thương. Vào khoảng 19 giờ 59 phút ngày 2 tháng 9, Trung tâm Thông tin 114, phòng PC07 nhận được tin báo cháy xưởng tái chế phế liệu tại địa chỉ 610 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng. Ngọn lửa đỏ bùng phát rất nhanh và xảy ra tại xưởng tái chế nhựa. Chất cháy chủ yếu là các loại nhựa phế liệu. Do nhà xưởng rộng khoảng hơn 1.000m2, có kết cấu xây dựng khung thép, xung quanh thương tôn, mái lập tôn mạ màu, bên trong là phế liệu nhựa, rác thải sản phẩm nhựa cùng với thời tiết hanh khô nên càng dễ bén lửa và cháy lan rất nhanh. Trong quá trình chữa cháy có một cán bộ bị thương và được đưa đi điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Tuy không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.